bảo kim sắc vang lên đàn, giàu ra luôn trong tình nhà. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fan Phim. Buổi tối hôm nay thì có suất chiếu sớm của bộ phim Dạ Cổ Hà Lan được quảng cáo trên rất là nhiều trang mạng với hai diễn viên nổi tiếng là Hoài Linh và Chí Tài. Bạn đang ngồi bên mình đây cũng là một người rất là hâm mộ Hoài Linh và cũng như Chí Tài. Và cái tuổi thơ của chúng ta, những người hồi xưa thường xem những cái hài kịch đĩa CD, DVD chẳng hạn thì cũng biết Hoài Linh và Chí Tài là hai danh hài hải ngoại rất nổi tiếng rồi. Và cái bộ phim Dạ Cổ Hà Lan này nó được làm nên cái nội dung là nói đến nỗi lòng của những người mà lớn tuổi, xa quê hương lâu năm, mà khi mà qua bên nước ngoài đoàn tụ với con cháu thì lại bị con cháu gọi là hát hủi. Mình tạm gọi dùng từ hát hủi đi. Và đây là cái vé coi phim của mình. Đăng thấy nội dung của bộ phim này nó như thế nào với Đăng? Trên thang điểm 10 thì Đăng cho nó mấy điểm? Nó xét về tổng thể thì Đăng cảm thấy nếu mà bộ phim này nó thường về cảm xúc nhiều hơn. Tức là nếu mà mình chấm về hoạt cảnh thì nội dung thì Đăng cảm thấy nếu mà những bộ phim này lấy lòng cảm xúc của khán giả thì thậm chí là lúc mà Đăng lấy nước mắt được của khán giả không? Chính xác, lúc mà Đăng ngồi thực sự thì cũng có một vài đoạn rất là xúc động, phải kìm nén lắm, tại vì ngồi gần bạn Sơn mà mình khóc kỳ lắm cho mình không dám khóc. Chứ nếu mà cảm xúc thì Đăng nghĩ có thể cho bộ phim này điểm 9 về cảm xúc. Và lúc mà mình ngồi thì mình tập trung, mình cũng có nghe lóng thoáng đâu đó một vài tiếng khóc ở sát bên cạnh cho nên mình thấy bộ phim này về cảm xúc. Nói chung là cũng có cảm xúc, có gây được sự xúc động cho khán giả. Chính xác, chính xác. Ok, theo bạn Đăng thấy thì bạn Đăng có chia sẻ với chúng ta là khi mà xem bộ phim này thì bạn Đăng đã có một xíu xúc động và có thể là xém rơi nước mắt đúng không ạ? Và bạn ấy cố kìm lại, và đâu đó thoáng trong rạp thì chúng ta vẫn nghe được những cái tiếng gọi là sụt sịt của những bạn nữ hay thậm chí là những bạn nam. Và thực sự thì mình chia sẻ cảm xúc luôn là bộ phim này cũng có làm mình xúc động rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta chuyển phần hình ảnh, âm thanh cũng như kỹ xảo trong phim. Đầu tiên thì Sơn thấy cái đoạn đầu có một cái đoạn quay flycam, có cái cầu dừa đúng không, cầu khỉ á, thì nó hơi bị giật ảnh một xíu. Thì mình nghĩ là có thể là trong lúc biên tập hơi bị cái người biên tập phim họ có thể là họ xử lý chưa có tốt, hoặc là cái máy flycam, cái máy quay đó nó chưa có gọi là xịn lắm cho nên nó hơi bị giật một xíu. Nhưng mà ở các đoạn sau flycam, ở đoạn cuối phim thực sự rất là đẹp và rất là mượt đó. Bạn Đăng thấy hình ảnh trong phim như thế nào? Thực sự thì Đăng chưa được cảm nhận cái tuyết và những cái mức độ lạnh của nó ở Mỹ, nhưng mà Đăng cảm thấy mình hòa vào cái cảm xúc và cái cảm giác giống như mình đang thực sự ở đó luôn. Cho mình cảm thấy là cái view của nó, mình cảm thấy và cái hình ảnh của nó rất là ok, rất là đẹp, và nhìn thực sự là đúng là mình cũng muốn đến Mỹ một lần đến đó. Sơn xin chia sẻ một xíu về cái cảnh quay của phim này. Thực ra nhà sản xuất họ nói là quay ở Mỹ và bối cảnh phim là New York năm 1995. Nhưng mà Sơn có đọc một số bài báo gần đây thì nhà sản xuất họ tiết lộ, cụ thể là đạo diễn họ tiết lộ là bộ phim này không có quay ở Mỹ mà là quay ở Canada. Nhưng mà rất là may là những cái bối cảnh trong phim nó rất là giống ở Mỹ. Thậm chí cái hộp thư bên đường lúc mà chú Hoài Linh ngồi để đón xe á, thì có luôn chữ USA Today. Nhiều người không có thể là không đọc báo sẽ không nhận ra được cái phần đó, là thực ra phim này quay ở Toronto, Canada chứ không phải là quay ở New York của Mỹ. Nếu mà Sơn không nói thì Đăng lại nghĩ là cảnh này là ở Mỹ. Cảm ơn Sơn đã cho Đăng một chi tiết nhỏ để mà mình có cái gì đó để mình chia sẻ với bạn bè, tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần diễn viên và diễn xuất. Hai diễn viên rất gọi là gạo cội trong bộ phim Dạ Cổ Hà Lan này là chú Hoài Linh và Chí Tài. Hai người này đều là danh hài hải ngoại nổi tiếng với tất cả chúng ta, chúng ta đều biết. Hoài Linh thì gần đây xuất hiện rất nhiều game show truyền hình, MC rồi các kiểu. Và trong bộ phim này, thật ra đoạn đầu Sơn thấy chú Hoài Linh diễn chưa có được lắm, nhưng mà kể từ cái đoạn mà bị cái cô bé đứa cháu á, nó dập tắt cái nến với lại nhang nó đổ nước vào á, thì từ đó trở đi chú Hoài Linh diễn rất là ok. Còn Đăng thấy như thế nào về hai diễn viên gọi là gạo cội của chúng ta? Sơn đang nghĩ là cái lúc đầu mà chú Hoài Linh diễn mà mình gọi là không tốt thì cũng không phải, nó giống như là cái có thể một là khởi động, hai là cái ý đồ của tác giả ở đây là giống như mình muốn cho cái cảm xúc nó tăng dần
đó. Và cũng giống như là ban đầu mình nên cho cái cảm giác nó nhẹ nhẹ gì đó, khán giả sẽ khởi động từ từ đông đông, chính xác chính xác. Còn cái lúc mà dâng trào cảm xúc là cái lúc mà những cái biến cố mà nãy Sơn nó xảy ra. Thực sự là lúc mà cái đoạn mà dâng trào cảm xúc nhất cũng không phải là cái đoạn mà theo đây nghĩ là cái đoạn nhớ về quê hương. Và lúc mà mình xem cái này, mình cũng cảm thấy cái ý nghĩa cũng như là cái thông điệp truyền tải của bộ phim, đó là mặc dù có thể mình không sinh ra ở quê hương, hoặc là mình sinh ra ở quê hương nhưng mình lớn lên ở đất khách quê người, nhưng mình cũng phải nhớ về quê hương. Và nó cũng phản ánh lên là cái thực trạng xã hội hiện nay, tức là hòa nhập nhưng lại hòa tan nhiều quá. Nó làm cho chúng ta mất đi cái nét đẹp cũng như cái văn hóa của người Việt Nam mình đó. Cho nên cái bộ phim này chắc đang nghĩ là một phần nó cũng muốn cái điều gì đó nó muốn nói lên là hòa nhập nhưng đừng hòa tan, đúng rồi. Và chúng ta phải có một nét riêng và văn hóa Việt Nam mình, chúng ta phải giữ gìn của nó. Ngoài những cái ý mà bạn đang vừa chia sẻ ra thì Sơn sẽ nói thêm một số ý nữa. Trong phim có những một số cái gọi là điểm nhấn rất là hay mà có thể mình nói ra ở đây, nó sẽ bị gọi là tiết lộ nội dung phim. Cho nên bạn nào mà không muốn bị tiết lộ nội dung phim, bị biết trước nội dung phim, thì các bạn hãy tua qua phần này và tới phần chấm điểm ở cuối. Các bạn biết là ở Việt Nam chúng ta thường hay có cái văn hóa là những cái thứ gì của con cái, ví dụ như nhật ký này, hay là phòng riêng, hay là nhà, thậm chí là nhà, thì ông bà, cha mẹ có thể tự do đọc nhật ký của con cái và cho đó rất là chuyện bình thường, và có thể tự do đi vào phòng riêng hay là nhà riêng của con cái và họ cho rằng ok, tôi là cha mẹ của họ thì tôi có quyền đi vào nhà hay là đọc những cái gì mà họ viết ra trong nhật ký chẳng hạn. Còn ở cụ thể là ở Mỹ, cái đứa cháu trong phim này, cái bạn đó sống ở Mỹ rất là lâu, lớn sinh ra và lớn lên ở Mỹ là mấy chục năm rồi, mười mấy năm hay gần 20 năm rồi, thì bạn đó xem những cái điều đó nó rất là bất thường. Ví dụ như bạn đó coi cái việc mà ông nội mình đọc nhật ký là một việc gọi là xâm phạm quyền riêng tư. Ok. Và thứ hai là việc khi mà đứa cháu đó đang ngủ, ông nội vào trong phòng và đắp chăn, gọi là chăm sóc, hoạt động mà chúng ta thấy rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà trong phim thì cái đứa cháu này, nó tại vì nó sống nước ngoài rất lâu rồi, nó làm quá vấn đề đó, là nó tưởng ông nội có ý đồ xấu, cảm thấy sợ hãi đó. Thì bộ phim nó nói lên những cái gọi là những cái xung đột và văn hóa giữa người Việt Nam chúng ta và những cái người Việt nhưng mà sống ở nước ngoài đã lâu năm rồi, họ không có hiểu, hay là họ không cảm thấy là không còn nhớ văn hóa Việt Nam, hay là về ngày giỗ, về ngày đưa ông táo về trời các kiểu, thì nói chung là không còn nhớ nữa. Trước khi kết thúc video, Sơn sẽ hỏi đăng một vài cái số điểm của bộ phim này. Khen phim thì sẽ chấm điểm theo 3 tiêu chí. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo xếp chung vào một mục, và thứ ba là diễn viên và diễn xuất xếp chung vào một nữa. Thì trước tiên về nội dung, đăng sẽ cho bộ phim này 9 trên 10 như lúc nãy hay là có thay đổi gì không? Nếu về nội dung của bộ phim, mà thứ nhất mà nó lấy lòng khán giả, và cái thứ hai là cái ý nghĩa, cái ý nghĩa và cái ý nghĩa nhân văn của nó, cũng như là cái thông điệp mà nó muốn gửi tới cho những ai mà xem bộ phim này, thì cái nội dung đăng vẫn chấm nó là 9 điểm, 9 trên 10. Thế còn phần diễn viên và diễn xuất gộp chung lại thì đang chấm nó mấy điểm trên thang điểm một? Nếu mà diễn viên và diễn xuất thì thứ nhất là về diễn viên, mà hai nghệ sĩ gạo cội là Hoài Linh và Chí Tài thì rất là ok rồi. Nhưng mà còn một vài diễn viên phụ, mình có thể gọi là diễn viên phụ ha, như là Harry hay là Tommy. Harry và Tommy trong bộ phim, hoặc là cha của Tommy, Tommy đúng rồi. Thì cha diễn viên diễn xuất cũng hay, mà nhất là cái đoạn đọc nhật ký và kể lại trên hòn đảo đó, rất là xúc động. Thực sự thì đang cảm nhận là cái ông cha của Tommy, người cha này diễn xuất rất là thật, tại vì giống như là hình ảnh người ta đã gắn trong đó thật sự. Gắn trong đó cái quá trình mà sinh ra lớn lên và cuộc vượt biên nó đầy khó khăn và nguy hiểm như thế nào, cận kề cái chết như thế nào, và cái cảm xúc ông ấy nhớ về, đang nghĩ là cảm xúc thật luôn. Nếu mà bình quân lại ha, bình quân lại đang cho là khoảng 8 trên 10. Chúng ta sẽ có hình ảnh, những hình ảnh bài ca hay là những hình ảnh tuyết, và âm thanh thì chúng ta sẽ có những âm thanh là những cái bài hát, thể là bài hát về cổ Hà Lan rất là nổi tiếng và hầu như là ai cũng biết. Đang chống tổng thể hình ảnh và âm thanh như thế nào mới được? Nếu mà hình ảnh âm thanh thì nó cũng làm cho mình nhập tâm một phần, nhưng mà đang cảm thấy cái chất lượng âm thanh và hình ảnh nó cũng chưa được đạt đến cái mức độ gọi là để mình hòa mình toàn bộ trong đó. Và cái hình ảnh thì một vài hình ảnh ban đầu thì nó cũng đúng là như Sơn nói, là nó hơi bị giật, hơi bị giật vì mờ, thì cái giai đoạn sau thì mình thấy hình ảnh nó sẽ mượt hơn. Nhưng mà cái bối cảnh trong này thì nó cũng khá là đơn giản,
nó không có nhiều cái nơi đúng rồi để diễn ra nhiều sự việc, cho nên đang thấy về cái phối cảnh thì nó nói chung là nó đơn điệu hơn. Đang nghĩ là chắc cũng là một phần là nó muốn tập trung vào cái nội dung và cái diễn xuất của diễn viên, cho nên là cái phần bối cảnh và cái phần hình ảnh thì nó không được nhiều và đa dạng cho lắm. Cho nên nếu mà về hình ảnh bối cảnh thì đang chấm là 7/10. Đang cũng xin cảm ơn Sơn Trần và cảm ơn Khen Phim đã tài trợ cái bộ phim này cho Đăng. Photo ticket kịch ở đây rất là đẹp. Photo ticket là bạn Sơn đã tặng cho Đăng. Đây cho quay lại xíu. Rất cảm ơn bạn Đăng, và nếu như bạn nào muốn đọc bài review chi tiết có thể bấm vào cái link ở dưới phần comment, và hãy nhớ like, share và subscribe kênh Khen Phim để nhận thêm nhiều video mới hơn.